Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi hữu bộ xin chào 500 anh em. Tôi cứ giới ra cho anh em. Tôi đây ông ơi, chào 500 anh em. Ok con ạ, thì mọi người có thể thấy giọng của mình hình như là nó bị thay đổi rồi con ạ. Mọi người mà có theo dõi video của mấy thằng này, mọi người sẽ biết là mấy thằng này hiện tại đang bị làm sao. Nhưng hôm nay mà mình ngồi ở đây được thì các bạn đã biết là mình cũng đã bị làm sao rồi con ạ. Thực sự là cái hôm định mệnh là cái hôm anh em mình nấu một nồi gọi là bún bò Huế siêu to khổng lồ ấy, thì thực sự là ba thằng này nó đi test đến mức mà một mình cân 3 F0, với mình luôn suy nghĩ là quầy mình bất tử giữa ba thằng F0, bởi vì một mình cân 3 F0, ba thằng này nó đi test ấy, thì ba thằng dương tính, của một mình thì mình âm tính. Sau vài ngày sau thì bắt đầu là mình mới bị dương tính, thì mình ngồi đây và gọi là trò chuyện tái hòa nhập cùng với anh em được con ạ. Đó thì ở đây hôm nay mình có chuẩn bị một món, đó chính là món gừng xả chanh tỏi. May là thiếu ớt bởi vì đang Covid con ạ, nếu không là mình sẽ cho thêm ớt nha con ạ, và mình sẽ cho thêm một viên kẹo nữa. Đó, một viên kẹo nữa để cháu anh mình vừa xông vừa ngửi này, rồi xông phòng ấy. Thực sự là mình cũng ít xông này lắm, chủ yếu là để xông phòng để cho nó thơm và cho nó thoáng phòng ấy các bạn. Đó, hôm nay thì anh mình sẽ gọi là ăn mừng mình gọi là bị Covid các bạn ạ. Vừa nãy anh em nó bảo thế, nhưng mà ăn mừng kiểu ăn mừng bằng nồi nấu này nghe nó sai, nên là nó thì mình có chuẩn bị gọi là một ít hải sản. Thực sự là để mà nói thì không biết đây là nên là gọi là bữa ăn mừng hay là gọi là như thế nào nữa con ạ. Đó, ở đây mình có chuẩn bị là 4 con tôm hùm bông rất là to nha các bạn nhỉ. Đó, ui to bằng cổ tay, bị ai đời bị kiểu bị Covid mà ăn mừng kiểu 4 con tôm to như này. Thực sự là mình muốn để anh em mỗi thằng một con gọi là ăn để cho nó gọi là chết cái Covid ở bên trong người đi các bạn ạ, nhanh khỏi thì anh em có thể gọi là tiếp tục đi quay được, chứ bây giờ anh em mình chỉ toàn ở nhà thôi và ở trong phòng này các bạn này. Thì vừa nãy thì chắc là anh em có chuẩn bị cho một cái nồi này, à một cái chõ xôi để anh em mình có thể hấp được 4 con tôm bông khổng lồ này các bạn ạ, để anh em mình đánh chén gọi là để lấy lại cái sức khỏe. Coi như đây là một bữa ăn mừng. Thực sự thì Cương rồi Đại với Cường coi như là gần khỏi rồi, nhưng mà mình mới bị, nên là mình sẽ gọi là ăn mừng mình bị Covid đi các bạn ạ. Không biết là sau clip này thì như nào đó. Thật sự là mình ở clip gà hay sao mình đã gọi là dự đoán trước, gọi là tiên tri trước, bảo bọn này là ăn vài bữa ngon ngon đi trước khi mà bị mất vị ấy. Không biết là mấy anh em nó có mất vị không, nhưng mà mình hiện tại thì mình gọi là kiểu nó hơi tê tê một chút, rồi hôm đầu tiên có sốt một chút đó, bây giờ thì người đỡ hơn rồi. Hôm nay chắc là đánh chén 4 con tôm hùm bông này vào nữa thì chắc là người kiểu như gọi là Covid gọi là chết luôn đấy các bạn ạ. Đó thì bây giờ anh mình sẽ cho vào nồi để anh mình hấp nha các bạn ạ. Để anh mình sẽ hấp trực tiếp ở trên này luôn, bởi vì anh mình mắc bệnh nghĩ lên đấy, anh mình không thể đi ra ngoài được, anh mình hiện tại đang cách ly tất cả anh em cứ ở đây đó các bạn ạ. Chỉ vì con Covid mà mỗi anh em được một con tôm hùm to như này thì không biết là anh em có thể xứng đáng không? Quá xứng đáng. Bởi vì mình bị Covid nữa nên là mình mới đầu tư những con tôm hùm bông to như này nha các bạn nha. Còn nếu mà mình mà không bị chắc là hôm nay sẽ không có cái bữa đánh chén tôm hùm bông to như này đâu. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ chuẩn bị để cho vào, nhưng mình sẽ đi kiếm sáng thứ để chuẩn bị cho vào và hấp trực tiếp ở trên phòng này và ăn trực tiếp trên phòng này luôn nha. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh của anh mình nha. Đây con ạ, bởi vì nhiều người bị Covid quá nên là kiểu xá đắt, nên là anh em chỉ có cần này thôi. Đầu tư được tôm thì rất là nhiều, nhưng mà đầu tư được xá hình như là hơi bị ít. Các bạn nào cho vào đây để hấp đi không? Đi đâu? To quá, nhiều quá, sợ đầy luôn cái để cho nó gãy cái dầu tè thiên. Đó, nhìn
mình cho một lon bia vào để cho nó thơm nha cậu nha. Hải sản hấp bia thì gọi là chuẩn vị luôn. Uầy. Đó, anh em mình sẽ đợi hấp chín và anh em mình đánh chén bữa liên hoan cùng bông nha cậu nha. Trong lúc mà chờ những con tôm hùm bông được hấp chín ấy, thì hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu đến mọi người một app đầu tư sinh lời có tên là Bilomo nha cậu nha. Bilomo là một nền tảng giao dịch trực tuyến nha cậu nha. Và đây là giao diện của Bilomo. Thì đầu tiên các bạn vào ấy, các bạn có thể đầu tư bằng tài khoản demo trước. Sau khi mà thành thạo rồi thì các bạn đầu tư bằng tài khoản real. Trong này thì có rất là nhiều các gói để các bạn đầu tư, nhỏ nhất là 23.000 và lớn nhất là 23 triệu. Và mình chọn gói đầu tư của mình ngày hôm nay là 1.150.000. Hiện tại thì mình thấy xu hướng đang tăng khá là cao, vậy thì mình sẽ đầu tư giảm và chờ đợi nha cậu nha. Bilomo thì nạp tiền và rút tiền về tài khoản ngân hàng rất là nhanh, chỉ trong vòng 1 đến 2 phút thôi nha cậu nha. Đó, vậy là mình đã đầu tư thành công với số tiền là 1.150.000 và thành công thu về 2.100.000 chỉ trong vòng có 30 giây thôi nha cậu nha. Tiền thì cộng ở góc trái trên của màn hình này. Bạn nào mà có bất kỳ thắc mắc nào mà liên quan đến Bilomo ấy, các bạn có thể vào phần cài đặt và vào phần hỗ trợ trò chuyện trực tiếp với cả support của Bilomo, hỗ trợ 24/7 nha các bạn nha. Thì mình cũng đã đính chính với các bạn rất là nhiều lần rồi, đó chính là Bilomo thì không phải là lừa đảo nha các bạn nha, mà Bilomo là đầu tư sinh lời dựa trên tư duy và sự tính toán tỉ mỉ. Nên là bạn nào mà cũng muốn đầu tư sinh lời trên Bilomo ấy, thì mình sẽ đặt link tải Bilomo ở phần mô tả và bình luận ở dưới video này nha các bạn nha. Sau một hồi mà anh em mình chờ đợi tôm hùm hấp chín đấy các bạn ạ, thì cái nồi nước này của anh em mình nó nhào quá rồi các bạn ạ. Mọi người cần phải thấy là lúc mà anh em mình xông bây giờ nó kiểu hết chất ở những ngày rồi ấy, mình sẽ tắt đi và mình sẽ bắt đầu vớt tôm hùm ra để chuẩn bị đánh chén nha các bạn nha. Ui ôi thơm, nó thơm vãi trường luôn con ạ. Ui ui à, nóng quá, nóng quá, thấy chưa? Ôi thường tay sắt ngay cầm mũi đâu à con ạ. Đây là những con tôm hùm bông sau khi mà anh mình hấp chín xong này. Bây giờ anh mình sẽ gọi là thưởng thức luôn trong lúc mà tôm còn đang nóng nha các bạn nha. Bây giờ sẽ là gọi là anh mình đánh chén gọi là bữa giá trị các bạn ạ. Đầu tiên thì mình sẽ xử lý cái con gọi là tôm hùm bông lột này các bạn này. Mình nghe bảo là cái con tôm hùm bông lột đấy thì ăn nó sẽ ngon hơn những con kia nha các bạn nha. Nó hình như là không phải bỏ vỏ hay sao ấy. Thử anh mình test thử đi. Đây, đây này, không đến. Mình thử cái chân này của nó đi. Cái chân này của nó kiểu nó rất là mềm nha các bạn nha. Mình sẽ thử luôn. Mình mời tất cả mọi người nha. Nếu mà anh mình ăn con tôm lột đấy các bạn ạ, thì nó kiểu hơi bị đây là nó kiểu hơi bị kiểu bên ngoài cái vỏ của nó rất là mềm mà anh mình có thể nhằn được nha các bạn nha. Ở đây mình có chuẩn bị hai loại nước chấm, đó chính là đây là bát muối tiêu chanh và đây là nước chấm hải sản nha các bạn nha. Chưa tiếp xúc cái con lột từ bao giờ. Em không biết bóc vào đâu rồi. Mạnh mẽ là lên thôi đó. Ui đấy, cho kéo qua đây cắt đây ra. Tại nó luôn biết cắt ở chỗ nào. Cắt ra mình bỏ cái vỏ ra được. Đây. Đó, ui. 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 Nó dài thế. Chưa từng luôn con ạ. Lần đầu tiên trong lịch sử ăn cái con tùng bông lột này. Ui. Từ nha, đánh là lột hết cái vỏ của nó ra cho anh em ạ. Đây nha con nha. Ui, bốc khói này, ngon vãi trưởng luôn con ạ. Đây bốc cắt cái này ra, lóng quá. Tuy là nó là tôm lột nhưng anh mình cũng sẽ phải gọi là bóc hết cái phần lột nó ra các bạn ạ. Cái con tôm lột này thì anh mình lần đầu trải nghiệm ấy. Okay, nhưng mình đây này các bạn này thì tái nhiễm thêm vài lần nữa.
Nói chung là người ta nói Covid thì không sợ đâu, chủ yếu là sợ cái gọi là hậu cái Covid các bạn ạ. Nói chung là anh em mình cũng mong muốn rằng làm sao nhanh khỏi để anh em mình còn đi quay những thứ đây nha các bạn nha. Đây là cái con tôm hùm bông gọi là anh em mình lột, à quên, gọi là tôm hùm bông lột, anh em mình đã lột cái da của nó ra rồi các bạn ạ. Nào, chia nào. Đến nào, đầu đi. Nào. Đấy, để một đĩa thái cơm. Ui, 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 dã man rồi. Thịt này các bạn này. Ui. Ui, chống người. À, trải nghiệm luôn, ui. Mình mời tất cả mọi người nha. Ui, sông sông luôn, kiểu nóng người luôn các bạn. Mình Ui. Dạ, chén đi. Mình mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Hình như là mình lại thấy vị rồi các bạn ạ. Chấm luôn. Nhà cháu có vị muối và vị tôm rồi, ăn nó ngọt ngọt rồi các bạn ạ. Cái tôm dai nó ngọt các bạn ạ. Thơm quá. Thêm cái muối tiêu chanh nữa. Uầy, đây. Mỗi nhầm một con này phải nói là nó sẽ lo luôn đấy các bạn ạ. Và đặc biệt đó chính là ăn xong thấy là khỏe hơn thì khỏe hẳn rồi. Hình như là bọn này nó nói câu mà hình như là ai cũng đoán ra được đấy các bạn ạ. Mọi người nhá, riêng con hùm bông này thì anh em mình sẽ không bỏ sót cái gì từ cái thịt, cái chân này rồi những thứ ở bên trong nha các bạn nha. Đó, để đây anh em mình nhầm dần đi. Xử lý con này ra trong. Con này cũng hơi lột. Nào, dần đi. Nên con đồ này dễ nhằn hơn. Ui. Dễ nhằn à. Nó kiểu mềm nó dễ nhằn đúng không? Vâng. Thực sự là ăn loại tôm này, hùm bông này, ăn cái thịt nó phê phải biết luôn mọi người ạ. Để mình nhầm cắt nút còn cái vỏ con bông này cho mọi người xem. Đó, những con mà kiểu nó hơi lột, bây giờ nó không phải lột ấy, thì nó cái vỏ của nó sẽ cứng hơn, như con có lẽ đấy, là cái vỏ nó mềm này các bạn này. Thịt này, ui, đây người ta gọi là xuất sắc luôn nha các bạn nha. Kiếm thịt luôn. Ăn cái này mới gọi là phải phê. Có lẽ mình có nhắn tin gọi là bảo Mạnh, Mạnh ơi, nên đây ăn quay tùng bông của anh em. Mạnh bảo là anh ơi, thấy anh khỏi Covid chưa? kiểu mình trêu đấy, chứ thực sự là không muốn mà cũng không ai muốn khi mà bị Covid xong lại đi lên trên này để mang bệnh về cả các bạn ạ. Nói chung là một phần mình cũng chỉ là trêu em nó bảo là lên đây ăn tôm hùm thôi. Thì nói chung là đây là cái bữa thuộc dạng kiểu anh em mình đánh chém rồi chia nhau những cái gọi là con tôm hùm bông như này con ạ. Ui. Ê. Ui, lắm đẫm của trẻ con nha. Tổ. Ui. Mình thấy mình nghe bảo là bị Covid thì như là không nên ăn hải sản hay sao ấy. Không biết phải không nhưng mình cũng không tin nó lắm. Mình lại còn đọc được rất là nhiều thông tin hoang mang, đó chính là nào là Covid không được tắm, nhưng mà hầu như là từ cái hôm mình bị đến giờ hôm nào mình cũng tắm, không biết là mấy anh em thế nào thôi. Làm em 3 hôm tắm đầu biết trẹt rồi. Mà tắm nặng hơn luôn, không dám tắm. Hay với quần áo đầu dính nhấp nhấp. Nói chung thì mình vẫn tắm, mình cũng chả bỏ hôm nào cả, bởi vì không tắm người rất là khó chịu. Tắm xong thì cái kiểu cảm giác thôi, một hai hôm đầu mà bị tắm xong xong kiểu cảm giác người cứ choáng kiểu gì ấy các bạn ạ. Không biết là đấy có phải là do bị Covid nên tắm nên là nó bị vậy không nữa. Chào ăn Covid mà ăn tôm hùm này thấy nào em?
Có phê nhỉ, ngon. Mà này nâng khỏi. Tăng đề kháng. Thực sự là ở đây mình sẽ test thử cái chân cho mọi người xem nha. Con này cái chỗ nào nó có thịt. Đó, hút được thịt ở chân ra này các bạn này. Đó, chỗ nào cũng có thịt. Nên là anh em mình không bỏ tí nào nha các bạn nha. Đây là đang test cho mọi người thử. Thực sự là mình test xong là mình sẽ để cho Cường vào trải nghiệm luôn. Chứ Cường ngồi ngoài chắc là cũng có vấn đề rồi đấy. Chẹp chẹp tôi lễ là có nước. Cường thấy có vấn đề chưa? Thì vấn đề hơi bị lạ luôn rồi. Đây, nói chung là ở cái gọi là cái gì nhỉ, rất là miếng cái dâu tài thiên đại thánh của những con tôm này thì cũng có rất là nhiều thịt đấy các bạn này, bên trong rất là nhiều thịt nha các nhà, chứ không phải là không có đâu, có cái mềm mềm vừa nãy ở đây đâu. Đấy, em bóc cho mọi người xem cái thịt ở bên trong cái mềm mềm này không này đấy à, bóc tay để anh ra quay cho Cường vào chén luôn, chứ không bây giờ cháu để Cường ngồi ngoài có kia thì đây nha các nhà, thì ở cái dâu này nó cực kỳ nhiều và những cái chân này nó cũng rất là nhiều thịt, bởi vì đây là kiểu tôm to các bạn. Đây. Nguyên thịt. Ui, toàn thịt là thịt này. Nó. Vậy thì bây giờ mình sẽ ra quay để cho Cường vào trải nghiệm tôm nha các bạn nhá. Một vài ngư. Nuốt liên tục. Thử luôn cái này. Khử luôn. Còn hình như anh thấy cũng hơi lột đấy. Đúng rồi. Nó quả mềm mềm. Ôi thịt à. Không biết là chói mọi người có nhìn thấy không, nhưng mà thịt trắng toát luôn. Bởi vì anh em mình cũng không ra ngoài được, anh em mình lại cũng không đi quay được, nên là anh em mình quay buổi tối nha các bạn nha. Chắc là anh em mình chịu khó khoảng độ 1 tuần nữa, khoảng độ 5-6 video gì đấy nữa thì anh em mình mới ra ngoài được. Nói chung là khi mà khỏi rồi thì anh em mình còn phải ở nhà, anh em mình cách ly thêm nữa. Ui. Ngon quá trưởng luôn. Gọn lệ ghê. Cường úi dồi, cái gạch kìa. Mọi người mình ăn gạch nhá. Này chắc béo. Anh em đúng vậy luôn. Anh ăn đi. Anh chén đi. Ở nhau người ấy, chơi hướng hướng rồi. Sợ ngấy ấy gọi là. Trời miếng tôm. Chấm muối tiêu chanh. Wow. Mình mời các bạn nha. Phải đét này. Ủa, chỗ nào có thịt. Xương cái gai của nó. Hôm nay em ăn tôm hùm bông mà kiểu bị Covid ăn tôm hùm bông thế nào em? Ủa, chắc là khả năng mai bay nhảy tết lên trên bầu trời rồi. Sao trên bầu trời? Còn ai đằng kia thế nào? Em thấy sức mạnh tăng lên gấp bội. Tự nhiên là mình không nhớ là mình bị Covid nữa anh ạ. Cứ tưởng mình khỏi lâu rồi. Thịt chắc thật đấy. Thế với mọi người là bản thân anh mình cũng không hề nghĩ là anh mình bị Covid đấy. Cái này thử với nước chấm hải sản. Hôm đầu tiên mà đại kêu chỉ có kêu đau cổ một chút, xong rồi rát họng một chút, xong là đi test đã là dương tính rồi, xong mình đuổi thằng Cương đi, xong rồi mình mới Cường đi, xong là hai anh em đi thì Cường thì dương tính, còn mình thì âm tính. Xong vài hôm sau thì mình cũng gọi là hai vạch lốt rồi đấy. Nói chung là cái biểu hiện của nó cũng rất là bình thường thôi. Ví dụ như đại ấy, hôm đầu tiên chỉ bảo là đau cổ một chút xong là dính luôn. Còn với mình ấy thì hôm đầu tiên là mình hơi gọi là sốt sốt, xong đêm kiểu sốt rét này. Sốt rét một chút thôi, xong là hôm sau hơi ấm ra, xong rồi là hết. Mình thì gọi là có biểu hiện gì là mình chữa trị theo thuốc luôn các bạn ạ. Đó. Thực ra là mình sức đề kháng của mình nó tốt, cho nên là người nó cũng đỡ mệt hơn nhiều. Ui, phần đầu rồi, toàn thịt là thịt luôn. Không bỏ một chỗ nào. Thôi anh xin phép khử cái đầu nhé. Anh ăn mấy miếng mà anh thấy lo đấy. Em ăn rồi thấy rồi. Hơi lo. Nhiều gạch dính rồi. Ui, rất nhiều gạch luôn, vàng. Khu phát này. Wow. Ăn một cái quê luôn. Đó, còn quá tuyệt vời luôn. Hôm nay là bữa gọi là trừng trị Covid của anh em mình luôn. Cái này anh em mình ăn này là có sức khỏe tăng đề kháng diệt Covid. Thực sự là như mình nói là anh em mình cũng không nghĩ là anh em mình bị Covid đâu.
cái kéo rất là đơn giản mà không hiểu là nguồn lây từ đâu luôn đấy. Bởi vì chỗ mình bây giờ người bị Covid đi ra đường rất là nhiều, cũng không biết là mình đã tiếp xúc với ai bị Covid, cả cả người ta bị người ta cũng không báo với anh em mình ấy. Nên là bốn anh em mình không biết là bị lây từ đâu luôn. Bị test thì 10 người test thì 9 người rưỡi dương tính. Cái chính là anh em mình thì anh em mình vẫn muốn giữ cho anh em mình, bởi vì cái đợt lẻ thì mình thấy là người dương tính rất là nhiều, nên anh em mình chỉ ở nhà anh em mình quay thôi mà lại cũng bị Covid luôn con ạ. Mà gọi là anh em mình hạn chế tối đa ấy. Trốn trong tủ vẫn bị lắng. Trốn kỹ thế mà vẫn dính. Đó con ạ. Thì hôm nay là một bữa gọi là anh em mình đánh chén để gọi là diệt con Covid trong người đi. Thì mong cầu mong là toàn thể anh em sẽ không sao cả, mau khỏe để anh em mình lại tiếp tục có thể thực hiện được những clip. Thì ở đây có 4 con ấy, thì mình sẽ để lại một con để cho gia đình thưởng thức nha con nha. Còn 4 anh em mình sẽ đánh chén hết 3 con tôm này. Thì ở đây còn một cái đầu rồi, còn rất là nhiều chân nữa. Thì ở bên trong những cái chân và đầu này rất là nhiều thịt, nên anh em mình sẽ đánh chén hết thì thôi nha các bạn nha. Đó. Chừng béo ngậy luôn. Một bữa khi mà mình dính phát là mình gọi là chiêu đãi anh em, gọi là một bữa ăn tôm hùm bông gọi là nhè mõm luôn các bạn ạ. Cái này hôm nào khỏi bệnh thì làm con tôm Alaska nữa. Rồi, hôm nào khỏi bệnh sẽ làm con tôm Alaska nha. Mình hứa với mấy anh em là hôm nào khỏi bệnh sẽ để anh em ăn một bữa tôm Alaska nha các bạn nha. Liên hoan luôn, gọi Mạnh Triều lên liên hoan cùng luôn. Triều cũng bị Covid, có mỗi Mạnh hiện tại là chưa bị thôi. Nghe bảo Tín cũng bị rồi nhưng mà không thấy nói gì, im ắng quá. Đó, thì hôm nay là bữa anh em mình diệt Covid thì cũng đã xong rồi các bạn ạ. Công việc của anh em mình hôm nay đến đây là anh em mình đánh chén xong, là chắc là anh em mình đi ngủ để giữ sức khỏe cho ngày mai còn có sức để tiếp tục chiến đấu với những con gọi là virus bẩn thỉu này các bạn ạ. Đó, anh em mình đánh chén xong rồi thì chắc là anh em mình xin phép dừng clip này ở đây. Nên là bạn nào mà có xem được clip này của anh em mình ấy thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.